Lưu Phước Thịnh tiết lộ thời gian trong trên sống trong địa ngục. Cuối năm 2016 là địa ngục đối với tôi, bởi không có chút gì về ý tưởng, sáng tạo và nguồn sống của tôi cũng bị trong trên, Lưu Phước Thịnh chia sẻ. Danh tính 4 huấn luyện viên The Voice vừa mới được công bố, trong đó ngoài Thu Minh là gương mặt quen thuộc khi là huấn luyện viên đầu tiên có thí sinh đăng quang tại The Voice 2012. Ba gương mặt còn lại là Đông Nhi, Lưu Phước Thịnh và Tóc Tiên. Anh nhận được lời mời tham gia The Voice vào lúc nào và mất bao lâu để anh cân nhắc lựa chọn tham gia? Tôi nhận được lời mời khoảng tháng 11, lúc đó tôi muốn nhận lời tham gia ngay lập tức, nhưng lại suy nghĩ liệu mình có đủ thuyết phục ngồi trên chiếc ghế đó hay không. Sau bao nhiêu lần đắn đo đấu tranh, tôi nghĩ cuộc sống sẽ trôi và ai cũng phải đều thay đổi tư duy, kể cả khán giả, nếu đợi tới lúc đó họ nhận ra mình sẽ là người lỗ. Cuộc đời này, hơn ai hết, mình là người cần đến những cơ hội. Khán giả khi xem một chương trình sẽ có những nhận xét trái chiều, nhưng khi mình làm tốt họ cũng sẽ chấp nhận, biết đâu mình làm tốt thật thì sao. Cho nên nếu mình không nắm bắt cơ hội, mình sẽ là người thiệt thòi đầu tiên. Khi nhận được lời mời, tôi có hỏi liền về các huấn luyện viên khác. Tuy nhiên, lúc đó vẫn chưa có gì chính thức cả. Các khách mời như là chú Tuấn Ngọc, chị Hồ Ngọc Hà, chị Thu Minh và một vài người khác nữa đều chưa xác nhận sẽ tham gia. Tôi chính thức nhận lời tham gia chương trình khoảng một tháng trước. Anh đầu tư rất nhiều cho thí sinh ở The Voice Kids. Vậy với những thí sinh lớn hơn, sự đầu tư công sức sẽ nhiều hơn. Anh có cân nhắc đến cả về vấn đề sức khỏe của mình nữa không? Tôi ngồi ở vị trí huấn luyện viên cho người lớn như tuyệt đỉnh song ca và học hỏi được các đàn anh, đàn chị đi trước những cái chịu chơi của họ. Và đối với tôi, đặt mình vào những vai trò và vị trí của các anh chị, tôi tự hỏi liệu mình có chịu chơi được như vậy không? Ngoài việc đầu tư hay như thế nào, yếu tố quan trọng nhất chính là chất lượng thí sinh. Đó là yếu tố hình thành nên sự thành công hay thất bại của một chương trình. Khi đã vào cuộc chơi, phải chơi, toàn tâm, toàn lực, hết mình, cái gì đáng bỏ ra sẽ bỏ. Ý kiến tại sao Thu Minh lại ngồi với những giám khảo nhỏ tuổi như vậy, có làm anh tổn thương không? Chuyện này nếu không làm tổn thương chị Thu Minh thì thôi, chứ tôi không cảm thấy bị tổn thương. Chị Thu Minh là người lớn, và nếu họ nói như vậy thì rõ ràng là chị Thu Minh là người thiệt, chứ tôi đâu có thiệt, vì chúng tôi được ngồi với chị Thu Minh. Mọi người nhìn showbiz này với góc nhìn tiêu cực, nhưng thật ra các nghệ sĩ họ rất tích cực, họ rất thoải mái, thấy cuộc chơi vui là ngồi không tính toán quá nhiều. Tôi cảm thấy rất thoải mái chứ không tổn thương gì đâu. Thậm chí trước đây tôi đã từng ngồi ghế huấn luyện viên và huấn luyện những anh chị lớn còn có những kinh nghiệm làm nghề trước đó nữa. Nhưng quan trọng một điều, tại sao họ lại đứng tại sân khấu đó? Với lịch diễn dày đặc, anh cân bằng như thế nào giữa công việc đi hát và việc huấn luyện các thí sinh? Giờ thì mình chịu cực, chịu khổ thôi. Trước đây tôi từng ngồi làm cả tuyệt đỉnh song ca và giọng hát Việt nhí. Tôi ngoài ra còn có những chương trình như Bước nhảy ngàn cân, nhưng tôi vẫn có những thu hoạch riêng. Chúng ta không thể làm được điều gì nếu xác định ngay từ đầu là chỉ có lỗ. Hoặc có cả những chương trình thấy lỗ nhưng chúng ta vẫn sẽ đầu tư vào đó. Việc tôi dành ra 3 tháng cho giọng hát Việt nhí là một điều xứng đáng. Được hay mất, chưa biết nó làm cho tôi thỏa mãn bản ngã của mình. The Voice Kids, tuyệt đỉnh song ca, rồi lại Lee Hanser và những chuyến đi quốc tế đến liên tiếp, sự căng thẳng như những cục bơm. Tôi sẽ ôm cục bơm đó trong lòng và cho nổ từ từ thôi, đến khi xong thì nó nổ cái đùng. Cuối năm 2016 là địa ngục đối với tôi, khi đó tôi không còn chút gì về ý tưởng, sáng tạo, cả nguồn sống của tôi cũng bị chông chênh. Nói như vậy để mình phải trả giá cho những việc đó, nhưng đó là cái duyên, nó đến thì mình làm. Liệu rằng mình có nhiều thời gian hơn, mình có làm được như vậy hay không? Với cường độ làm việc của anh qua cách chia sẻ, tôi nhận ra trong đó có cả sự háo thắng. Tôi là một người háo thắng, nên từ nhỏ đến lớn tôi rất ít tham gia các cuộc thi. Tôi hiểu cảm giác đó, vì ai cũng có sự háo thắng, nhưng sự háo thắng đó có lớn đến mức kiểm soát được bản thân mình hay không? Cuộc sống, công việc, đời sẽ là những yếu tố cân bằng sự háo thắng ấy. Háo thắng mà không có lý trí, không đủ bản lĩnh, thì đời sẽ dập cho bạn không thể ngóc đầu dậy. Khi tham gia truyền hình trực tế, sự háo thắng của tôi làm cho chương trình kịch tính lên nhiều, mà háo thắng thì háo thắng, lý trí phải dẫn đầu. Tôi biết mình thắng có hợp lý hay không, nếu không thì đừng thắng, đừng cố thắng. Ở The Voice Kids, đội của tôi không giành được vị trí quán quân, nhưng khán giả cảm nhận được đội của tôi rất mạnh, màu sắc nhất, thấy rõ được sự huấn luyện, nhưng chiến thắng xứng đáng lại là một chuyện khác. Tôi biết được mặt bằng chung, thực lực từng người trong đội và vẫn đánh giá cao thực lực của các đội khác. Đạo diễn Quang Huy khen ngợi diễn xuất của anh trong phim ngắn mới ra mắt, anh có muốn thử sức mình trong bộ phim điện ảnh trong năm nay. Anh Huy chỉ nói cho vui thôi, tôi nghĩ mình được mời một phần vì tên tuổi, một phần vì diễn không đến nỗi tệ lắm.
Nhưng đó chưa phải những gì tôi muốn. Tôi muốn những gì còn gai góc hơn và đang đợi một người có thể khai thác những góc cạnh khác, sự gai góc của bản thân tôi. Tôi cảm nhận mình không có cảm hứng cho những bộ phim đặt tôi vào những nhân vật chạy chuốt và giàu có. Với tôi, trời ơi, mẹ tôi cũng selfie. Tôi nhận lỗi là hình tượng nhân vật sai, phải chi tôi đơn giản, đỉnh đạt hơn, già dặn hơn. Mặc dù để râu đó, nhưng cũng chưa thào hợp lý với mặt nhân vật được, nên khiến mọi người thắc mắc. Tư duy Mỹ có phải là một thời điểm luôn gây sức ép rất lớn với Noo Phước Thịnh? Đúng rồi, điều đó làm tôi phải có rất trách nhiệm với sự xuất hiện của mình. Từ những việc nhỏ nhất như hôm nay mặc áo nào sẽ thay đổi hình ảnh ra sao, cho đến những cái lớn hơn như góc độ điện ảnh, góc độ âm nhạc, mình biết vị trí của mình ở đâu như thế nào. Thực ra, lời mời đóng phim không thiếu, chỉ thiếu cảm xúc, sự đồng điệu giữa tôi và người đạo diễn và những góc cạnh của vai diễn. Tôi ưu ái cho những cái duyên, nếu có duyên thì mọi chuyện sẽ đến. Có thể chỉ là một vai diễn khách mời thôi, nhưng nếu có duyên, khai thác được những điểm đặc biệt, mọi thứ sẽ thành công. Hé lộ câu chuyện thảm khốc trong ca khúc mới của Phan Mạnh Quỳnh. MV Tự Dân được xây dựng trên câu chuyện về vụ tai nạn để lại nhiều thương tiếc vào năm 2013 tại Hải Phòng. Giọng ca gây sốt tại Sing My Song, Phan Mạnh Quỳnh vừa chính thức ra mắt MV Tự Dân. Sức nóng của nam ca sĩ tại Sing My Song thời gian gần đây đã giúp MV này tạo ra một cơn sốt trong cộng đồng những người yêu nhạc Việt. Với giọng hát cảm xúc, giai điệu nhẹ nhàng, nam ca sĩ vợ người ta kể về câu chuyện tình buồn không trọn vẹn, gây xúc động mạnh. Trong MV Tự Dân, Phan Mạnh Quỳnh vào vai một chàng trai ngày đêm thương nhớ người yêu đã ra đi vì một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Tình yêu quá lớn và những kỷ niệm khi còn nhau cứ thế dày vò và đâm vào tim chàng trai những vết thương đau đớn. Ngay lập tức, nội dung MV đã làm nhiều người liên tưởng đến câu chuyện từng được đăng tải trên trang báo mạng, kể về một cô gái trẻ mất vì tai nạn giao thông trên đường đi mua hoa về bán dịp 8 tháng 3. Câu chuyện tình buồn này được đăng tải trên mạng vào ngày 1 tháng 3, 2016, từng khiến cư dân mạng cảm động và nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ đăng tải lại. Đây là câu chuyện có thật xảy ra vào năm 2013 tại Hải Phòng. 3 năm sau, chàng trai trong sự kiện có thật này vẫn chưa nguôi ngoai thương nhớ người bạn gái đã qua đời. Có thể nhận ra, nội dung trong MV của nam ca sĩ vợ người ta và câu chuyện trên báo mạng đều kể về mối tình đoạn mệnh khi cô gái sớm từ giã cõi đời, để lại bao thương nhớ và những dự định còn dang dở với chàng trai. Lời bài hát có câu, có những cánh hoa chưa úa tàn đã ngã tư chiều tối, phủ quanh người em nằm, gió lác đác bay qua ngó ngàng báo tin rằng chẳng vui, anh chìm sâu thẳm. Và nó hoàn toàn ăn khớp với lời kể trong câu chuyện trên mạng. Hôm đó anh đang chuẩn bị quà 8 tháng 3 cho em, sáng sớm 7 giờ đã có người gọi điện nói em đi mua hoa với bạn để về bán và gặp tai nạn. Con đường đấy, nơi em nằm rơi đầy cánh hoa hồng và máu. Trong MV Tự Dưng cũng xuất hiện chi tiết chàng trai quỳ dưới những cánh hoa hồng rải trên mặt đường, nơi hiện trường vụ tai nạn xảy ra. Đây là chi tiết hoàn toàn trùng khớp với bức ảnh ở hiện trường vụ tai nạn được chụp vào năm 2013. Liên hệ với Phan Mạnh Quỳnh, nam ca sĩ thừa nhận nội dung MV Tự Dân đúng là xuất phát từ câu chuyện có thật xảy ra tại Hải Phòng năm 2013. Tôi từng đọc về vụ tai nạn thảm khốc đó, cô gái ra đi khi còn quá trẻ, để lại chàng trai người yêu với bao đau buồn thương nhớ. Khi làm MV Tự Dân, tôi chợt nảy ra ý định đưa câu chuyện này để tạo nét ấn tượng cho người xem. Trước luồng thông tin về việc lợi dụng câu chuyện thảm khốc để câu khách cho MV, Phan Mạnh Quỳnh cho biết anh và ekip sản xuất đã xin phép chàng trai nhân vật chính trong câu chuyện đau buồn này. Tôi cũng hiểu đây là chuyện buồn nên đã xin phép gia đình và người yêu của cô gái xấu số. Khi làm MV, ekip cũng thực hiện khá nhẹ nhàng, nội dung không xoáy sâu vào câu chuyện đã qua mà chỉ có một vài chi tiết hơi giống, ai tinh ý mới nhận ra. Tôi và ekip không bao giờ muốn gia đình và người yêu của cô gái xấu số bị khơi lại nỗi đau đã qua. Phan Mạnh Quỳnh cho biết thêm, hầu hết các MV của anh đều được xây dựng trên những câu chuyện có thật. Lúc là câu chuyện thật của tôi, lúc thì là của những người bạn, anh em của tôi, và bây giờ là câu chuyện có thật từng được chú ý trên mạng. Tôi muốn những sản phẩm của mình đều phải có thật như vậy để tạo nên nét độc đáo, ấn tượng riêng, Phan Mạnh Quỳnh nói. Helen Thanh Đào, diễn viên Việt nói dối gây sốc làng giải trí Đài Loan là ai? Helen Thanh Đào, diễn viên vừa thừa nhận nói dối chuyện đời tư, sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao 1m74. Mới đây,
tờ Epoch Times đã đăng tải thông tin diễn viên Helen Thanh Đào bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện họp báo ở Đài Loan để thừa nhận việc cô nói dối chuyện đời tư trong suốt nhiều năm qua. Ở phần đầu chia sẻ trong nước mắt, Helen Thanh Đào xác nhận cô từng kết hôn từ 18 năm trước với một người đàn ông gốc Đài Loan tên Đại Phát Khôi và đã sinh con chứ không độc thân như lời khẳng định trong thời điểm hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Cũng có mặt trong buổi họp báo, chồng Helen Thanh Đào tiết lộ nữ diễn viên là người Việt Nam 100%. Còn việc mang hai dòng máu Việt Đài Loan có bằng cấp hoành tráng đều là thổi phồng để thuận lợi cho công việc. Không dừng lại ở đó, chuyện Helen Thanh Đào khẳng định thông tin mẹ ruột qua đời vì tai nạn giao thông trong bài phỏng vấn hồi tháng 6, 2014 là hoàn toàn sai lệch. Hiện tại, mẹ của Helen Thanh Đào vẫn đang sống và nữ diễn viên cho biết những ngày qua mẹ ruột cô liên tục đe dọa công bố sự thật về con gái nếu không chu cấp một khoản tiền lớn. Để sự việc không đi quá xa, Helen Thanh Đào và ông xã đành chấp nhận công khai những bí mật động trời ít ai có thể ngờ tới. Trước khi chuyện cá nhân gây xôn xao cả làng giải trí Việt Nam lẫn Đài Loan, Helen Thanh Đào được đánh giá là một nghệ sĩ năng động, sở hữu nhiều lợi thế nổi bật. Ngoài gương mặt xinh đẹp, chiều cao 1m74 cùng khả năng giao tiếp khôn khéo, Helen Thanh Đào còn từng được nhiều đạo diễn trong nước ưu ái mời đảm nhận vai diễn quan trọng trong các bộ phim như Luật Giang Hồ, Sóng Gió Thương Trường, Định Mệnh. Đầu năm 2010, Helen Thanh Đào sang Đài Loan với lý do thăm mẹ, nhưng sau đó không lâu, cô lại chia sẻ với truyền thông rằng mẹ đã qua đời vì tai nạn giao thông và Helen Thanh Đào quyết định chia tay showbiz Việt để tìm kiếm cơ hội tại quê hương thứ hai. Thời gian đầu lập nghiệp ở môi trường mới, Helen Thanh Đào có ký hợp đồng làm người mẫu, diễn viên độc quyền cho một công ty giải trí. Tuy nhiên, hoạt động của cô chỉ được chú ý khi hình ảnh hậu trường trong một buổi chụp bikini của người đẹp này được bàn tán nhiều trên các diễn đàn. Sau vài năm tạo dựng được mối quan hệ nhất định và thử sức qua một loạt vai phụ, Helen Thanh Đào mới bắt đầu được giới chuyên môn Đài Loan quan tâm và được mời đóng vai chính trong các bộ phim như Hương Tình Đu Đủ, Mùa Chim Di Trú, Hương Sen Đá. Đến năm 2012, Helen Thanh Đào có cơ hội được góp mặt trong các liên hoan phim nổi tiếng như Kim Chung, Kim Mã. Để nổi trội hơn các người đẹp sẽ góp mặt trong sự kiện này, nữ diễn viên chơi trội khi mặc những bộ đầm hàng trăm triệu, có chất liệu xuyên thấu để khoe vẻ gợi cảm trên thảm đỏ. Ngoài gây chú ý khi chuộng mốt ăn vận nóng bỏng trước đám đông, Helen Thanh Đào còn được mệnh danh là Lâm Chí Linh Việt Nam hay bản sao Lâm Chí Linh. Do một lần phỏng vấn trên truyền hình, cô thừa nhận rất ngưỡng mộ người mẫu diễn viên Điệp Vụ Tuyệt Mật. Những năm gần đây, Helen Thanh Đào duy trì công việc diễn xuất và thử sức thêm ở lĩnh vực MC, ca sĩ. Hiện tại, scandal nói dối của Helen Thanh Đào đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.